ăn trộm của trời. Sao cái số tôi cứ nghèo khổ suốt thế này? Mùa vụ năm nay đúng là bội thu. Tề gia, chẳng lẽ lại là nhà của thằng Tề đầy tớ đây sao? Tề đầy tớ, mau ra đây! Ai mà vào nhà của ta lại còn dám nói sằng bậy nữa? Ôi, đúng là Tề rồi. Anh đổi đời từ bao giờ thế? Tôi là quất ở làng bên, ngày xưa chuyên đi câu cá cùng anh đi mà. Ồ, hóa ra là anh. Anh đến đây có việc gì vậy? Tôi đi qua nên ghé vào. Mà anh có bí quyết gì mà đổi đời nhanh thế? Hãy chia sẻ cho người bạn này với. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là khéo ăn trộm thôi. Cái gì? Ăn trộm sao? Thoạt đầu tôi ăn trộm 1 năm thì đủ dùng, 2 năm thì thừa ăn, 3 năm thì giàu. Tưởng gì chứ chuyện đó là nghề của tôi rồi. Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Học tập cha Tề, lần này ta làm một mẻ, tha hồ ăn cả tuần. Kẻ nào dám trộm gà của ta? Quân ăn trộm, lười lao động, quân kẻ cướp. Tình nghĩa ngày xưa mà anh dám lừa tôi, để tôi đi ăn trộm gà bị người ta đánh cho ra nông nổi này. Tôi chưa nói xong mà anh đã vội đi. Lối ăn trộm của anh như thế thì chết rồi. Nay tôi bảo anh cho rõ, trời có thời tiết, đất có hoa lợi, anh phải tận dụng sự thuận hòa mưa nắng và những sản vật của non sông, trồng lúa, xây nhà. Nếu ăn trộm những thứ của trời đất thì chẳng tai vạ gì cả. Anh lười nhác, muốn ăn sẵn của người, bị đánh là phải lắm, anh còn trách ai nữa? Hóa ra không phải những người giàu chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ sao? Chú rùa nhanh trí. Hôm nay kiếm được vật này lạ quá, mình chưa nhìn thấy bao giờ, không biết ăn có ngon không nhỉ? Trời, lão hổ, mau chạy thôi! Không được, mình mà chạy kiểu gì nó cũng đuổi theo, mà sức mình làm sao chạy thắng được hổ? Làm thế nào bây giờ? Nó sẽ ăn thịt mình mất, hy vọng là nó không nhìn thấy mình. Ồ, một con rùa! Chết rồi, nó đã nhìn thấy mình, phải làm sao đi? Con rùa kia. Chào anh hổ. Hơ, mày giỏi nhỉ? Nhìn thấy ta không sợ hay sao mà còn tươi cười thế? Tại tôi vừa ăn no quá, còn một biếng này không biết giải quyết ra sao. Thấy anh đến định mời ăn cho đỡ phí. Cái gì vậy? Trông lạ thế. Hay quá, nó không biết vật này là cái gì. Gan voi ấy mà. Hả? Gan voi? Mày không đùa đấy chứ? Anh không tin hả? Nhìn kỹ coi. Cái gì mà trông lạ thế này? Đen xì ly. Thì gan voi mà, đâu phải ai cũng được nhìn thấy. Gan voi mà bé tí thế à? Mày định lừa ai hả nhóc con? Ấy, tôi lừa anh làm gì? Đúng là nó rất to. Tôi ăn mãi còn mỗi một miếng thế này. Thế theo anh, nó không phải là gan thì là cái gì? Ta chưa nhìn thấy gan voi bao giờ nên cũng không biết. Nhưng đúng là vật này rất lạ, không giống với gan các con vật khác. Nhưng mày lấy đâu ra miếng gan voi này? Thì từ trong người con voi chứ sao? Tôi có sở thích ăn gan. Giết con nào là tôi moi gan ăn chứ không ăn cả người. Cái gì? Giết voi à? Mày giết á? Tại nó láo quá,
định xong đến giảm nát tôi nên tôi mới xử. Chứ bình thường tôi hiền khô, có làm hại đến ai bao giờ đâu. Cái con rùa bé tí này mà giết được cá voi à? Có tin được không đây? Mình đang định ăn thịt nó, nhưng nhỡ nó môi gan mình thì sao đây? Mày bóc phét quá rồi đấy. Vừa bé lại chậm chạp thế làm sao giết được voi? Ta không tin đâu. Thì gan nó đấy, tôi có nói dối đâu. Xác nó vẫn còn nằm ở bờ sông kia kìa. Anh không tin thì theo tôi chỉ cho. Hả? Cái gì? Có xác thật sao? Đâu? Mau đưa ta tới xem. Tới nơi chưa? Có phải bờ sông này không? Tới rồi. Đâu? Đâu? Xác voi đâu? Dưới kia kìa. To thế mà anh không nhìn thấy sao? Đâu? Sao ta vẫn chưa nhìn thấy? Ông anh cứ ở trên bờ mà tìm xác voi nhé. Hả? Mày... Thì ra mày lừa tao à? Cảm ơn anh đã đưa tôi về đến nhà. Tặng anh miếng gan voi làm từ mộc nhĩ đấy. Lên đi! Lên đi cho ta! Ngu quá đi mất! To đầu thế này còn bị nó lừa. Trời ơi là trời! Cái giá của sự nhỏ nhen. Chà, những quả táo mới thơm ngon làm sao? Phải tranh thủ hái hết chúng xuống mới được. Này, anh kia, sao lại dám chọc táo của tôi? Ai cho phép anh làm thế? Cây táo này là của tôi có quyền hái, chẳng ai cấm được tôi cả. Nó nằm trên đất nhà tôi, nó là của tôi, chỉ có tôi mới được phép hái nó. Đừng hòng, ta cứ hái đấy, ngươi làm được gì nào? À, ghê nhỉ, được, ta cũng cứ hái táo của ta, ngươi cũng chẳng làm được gì. Trời ơi, cái thằng cha kia làm gì vậy? Anh làm cái quái gì thế? Sao lại quát rác sang nhà tôi? Thì tưởng cây táo này của ngươi, nên ta trả lại lá cho ngươi thôi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Của nhà ta à? Nó nằm trên đất nhà ngươi, nên nó là rác của nhà ngươi. Là của ngươi. Không phải của ta, là của ngươi. Trả ngươi cây táo, trả ngươi. Trả ngươi cây táo. Trả ngươi. Hả? Ông là ai? Ta là thần cây. Các ngươi gọi ta đến có việc gì vậy? Thần cây? Chúng ta có gọi ông đâu. Ông là thần cây. Vậy chắc hẳn ông có phép thần tiên. Liệu ông có thể biến điều ước của ta thành hiện thực không? Chà, tưởng gì, cái đấy thì đơn giản. Được, nếu các ngươi muốn, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một điều ước. Thật vậy sao? Liệu ông có thể làm được không? Được, tất nhiên là được chứ. Ta sẽ biến ước mơ của các ngươi thành sự thật, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Với một điều kiện là ngươi ước gì thì người kia sẽ được gấp đôi và ngược lại. Các ngươi thấy thế nào? Mình chỉ ước có một ngôi nhà đầy vàng, lúc đó mình tha hồ mà ăn tiêu. Nhưng mà thế thì cái gã gầy kia cũng sẽ được những hai ngôi nhà như thế. Làm thế nào nhỉ? Thôi kệ, cứ thử xem ông thần này có làm được đúng điều ông ta nói không đã. Dạ, thưa thần cây, tôi chấp nhận điều kiện. Chỉ mong thần có thể ban cho một ngôi nhà đầy vàng bạc châu báu. Được thôi, ngươi sẽ được một ngôi nhà đầy vàng. Thật không thể tin được, điều ước đã thành sự thật. Thật là tuyệt vời. Mình đã có được hai ngôi nhà đầy vàng, gấp đôi cả tên béo.
Trời ơi, hắn được những hai ngôi nhà liền đầy vàng. Mình ngu quá, thật không thể chịu nổi. Thưa thần cây, xin cho tôi thêm một điều ước nữa được không ạ? Chỉ một điều nữa thôi ạ. Người vừa được một điều ước rồi, để cho anh kia ước tiếp chứ. Vâng, thưa thần cây, xin hãy cho tôi một điều ước này nữa thôi, rồi ngài cho hắn được ước cũng chưa muộn ạ. Thôi được rồi, hãy nói mau đi. Mình không thể ước điều may mắn để hắn gấp hai lần may mắn của mình được. Đúng rồi, xin thần hãy cho tôi mù một mắt. Trời ơi, mắt tôi không thể như thế được. Thật là đáng đời. Tên béo đáng chết, dám làm hại mình. Mình cũng sẽ cho hắn biết tay. Thưa thần cây, giờ tới lượt tôi được ước rồi chứ ạ. Xin thần hãy cho tôi bị cụt một tay. Một gã tham lam và một gã đố kỵ, đúng là một lũ ngu ngốc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.